nhau trọn tình yêu trao về nhau, quên đến đau muôn phiền, quên thế sự bao đau điên. Ta mơ màng lần theo con nước sông Ngô, xuôi về tháo huyền cùng say bên mộng bóng ngày mưa. Khơi đam mê đi vào phung thương nhớ, nhạt giòn môi làn tóc rối ơ đêm mơ, đưa hương tình ta vào thiên đường. Bao nhiêu lần tình một đêm trong ngàn đêm, cho tiếng yêu gọi mời cho cõi đời ta nhẹ. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh Bãi Hải Dương. Và trong video clip này thì như có thông báo ngày hôm nay thì bên tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cũng như là quay cái nội thất để tiết nhạc. Với những cái sản phẩm dòng cuộc đời DK lên kênh ngày hôm qua thì bên cửa hàng có thông báo những cái sản phẩm lô đầu tiên về. Đó là những chiếc cuộc đời DK kênh L400 thì được rất nhiều anh em ủng hộ bên cửa hàng. Thực sự là với dòng cục đẩy DK thì rất nhiều anh em săn tìm rồi. Và quan trọng là anh em tìm được những cái sản phẩm nó đẹp thật sự. Và khi anh em chơi thì anh em có thể tham khảo cái sản phẩm để mình đấu gẹp nó phù hợp. Thì với dòng cục đẩy DK nó là một cái thương hiệu rất là lớn. Và khi anh em chơi một bộ karaoke đấy thì đẩy công suất nó chiếm khoảng 50% bộ karaoke của anh em. Anh em chọn được đẩy tốt, đẩy hay, đẩy đẹp thì nó sẽ nâng cấp cũng như là sẽ tạo cho một cái bộ karaoke nhà anh em nó hoàn thiện hơn. Thì video clip này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái model tiếp theo, đó là model L600. Cái model này thì đời rất là cao, sử dụng đời nguồn lệch. Và tiếng của đời nguồn lệch và đời nguồn cân thì anh em cũng đã biết rồi. Hai đời của nó thì một trong cái hãng lớn thì nó cho là hai cái model. Và để hai model nó phát triển song hành thì chắc chắn là hai cái model đó đều đẳng cấp anh em nhé. Quan trọng là anh em thích những cái model nào thôi. Thì anh em nếu mà anh em nào mà thích model nguồn cân thì anh em chọn model nguồn cân, và anh em nào thích model nguồn lệch thì anh em chọn model nguồn lệch. Chúng ta có quyền lựa chọn những cái sản phẩm để chúng ta chơi trong bộ karaoke gia đình. Thì anh em thấy là với những cái sản phẩm này về thì tôi tuyển chọn cho anh em rất là đẹp. Một cái mặt rất là chắc chắn. Và ruột gan của nó thì tôi đã mở nắp vào một chiếc ra, thì sẽ mời anh em vào tham khảo những cái sản phẩm này. Đây anh em, với những cái mên vỉ mạch, những cái con đẩy như này thì anh em xứng đáng để anh em bỏ tiền để anh em mua những cục đẩy này về. Em thấy là với dòng đẩy sử dụng nguồn lạch ấy, thì anh em thấy là cái quả nguồn nó rất là khủng, rất là chắc chắn. Và với một thương hiệu lớn thì nó sẽ sử dụng những dòng nguồn độc cho anh em nhớ nhé. Và với cái máy LA thì anh em đã biết rồi, nó sử dụng là cho anh em 20 tụ lồng nguồn. Và cái thời tụ anh em thấy này phẳng nét, và cái màu xanh nước biển nó là cái đặc trưng của cái mên DK em nhớ. Mên DK hàng rất là đẹp. Thì ngày hôm nay giới thiệu cho anh em cái model tiếp theo. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ tới bên tôi qua số máy, đó là số máy 0396855899. Và giá của nó là giá 5,2 triệu anh em nhé. Giá 5,2 triệu giá tại cửa hàng. Anh em liên hệ đặt hàng qua số máy đó nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em. Với anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em chỉ cần like, ủng hộ, đăng ký kênh. Anh em chưa cần mua là bên cửa hàng đã rất là vui rồi. Cảm ơn anh em nhé.